thân nó đi. Không, con thích bố thích bố tát đi. Bố thích bố tát đi. Bố thích bố tát. Không, con thích anh mẹ. Này siêu nhá. Tao là con gắt, nhưng bây giờ tao đẻ lấy con lại, mày rút ra này, ra ngoài. Không. Thế mày không thân đi, mày không yêu đi. Thế mày mày để tao yêu nhá. Không yêu được. Bố yêu đi. Hả? Mày để tao yêu. Vâng, bố yêu đi, con không yêu đâu. Con bé thế bây giờ tôi hỏi cô, bây giờ là con trai tôi nó không giống như tôi hả, mà nó không yêu thì bây giờ tôi hỏi cô, bây giờ tôi đã thích yêu thì bây giờ là chỉ có hai bố con tôi thôi, thì bây giờ tôi muốn yêu thì bây giờ cô đáp ứng không? Chắc có nhẽ con là bố mà thì bố đâu, nhưng mà nó bây giờ nó rút như con rùa như này thì yêu được gì? Con chưa được, chưa được. Mày đây mà. Không, ta làm gì? Đi ra ngoài. Đây con đứng đây được rồi. Đi ra ngoài này cho tao. Mày đứng hẳn ra đây mới bố thế nào, mày nhìn đối mặt mận diện mày mặt nó này, trong cái này thì mày con nghĩ là nó không thích. Con không thích, nhìn con không thích, nó không thích. Thích như nào? Thích một tạ ư? Thích một tạ ư? Cái thân thể như mày này còn thích một tạ hả? Vâng. Cái này mày hỏng cái gì đâu? Đâu con chào cái gì đấy? Đầu óc mày thế nào rồi? Con vẫn thế. Đây mày có trông nó thon thả gọi như thế này hả? Em chỉ gặp gái, anh trai hỏi là nói chuyện đàng hoàng thử thế vào. Mới đó. Chị thích em chỗ nào? Chỗ nào thích? Em biếu chị có thích không? Có thích em bé chị có thích không? Có, chị định thích. Em nhà chị có thích không? Có, chăm chắc luôn, không phải lo. Anh nhà chưa? Thích em được rồi. Anh nhà chưa? Thế anh còn đòi hỏi chị đó? Mình còn không thích. Con của bé nó phải học hành rồi ba đi bên chị yêu mà không lớn rồi. Em còn chị đứng đây cứ sấn với em gì? Đứng ở đây. Không. Chị đi về chị, ra chào con người em này. Bố ơi. Gì? Bố chị đi về đi. Không sao. Chị cứ động chạm mất chị tay rồi. Đâu, đã bắt đầu chạm cái nào? Bố chị đi về đi. Mày sao lại đông mà nó không tao thế nào nhỉ? Con không thích. Mày bây giờ mày đàn ông hay là bà? Con đàn ông. Đàn ông thì bây giờ gái mà con nào? Muốn yêu. Gái nhà. Mà mày từ chối này. Đàn ông còn gì? Con không thích. Đàn ông thích. Anh đi ra ngoài này. Anh đi ra ngoài này. Đi chơi. Đi chơi đâu? Đi lên bờ đê làm gì? Lên làm sao? Bên đây chỉ có sờ sợ nó không rủ đi cho nó lên bờ đê. Lên bờ đê làm sao? Lên bờ đê thì ngồi ngóng mắt rồi nói chuyện tâm sự thì là cái gì? Chị bảo chị mặt mềm mà. Không nói gì. Không thì chủ mà anh đi lên bờ đê ngồi ngóng mắt tâm sự nói chuyện. Con không thích, bố không thích. Bây giờ không thích nhé. Bây giờ lên làm cái gì? Bây giờ lên, cháu muốn rủ con trai tôi lên bờ đây để làm gì? Lên một tí. Đây, bố xem, chị mân mê. Thôi, nhưng bây giờ tự chúng mày giải quyết nhau với tao rồi là mày đâu. Tao không nói được cái gì rồi. Tự mày giải quyết, tao không giải quyết nhá. Tự mày. Cháu đi chơi một tí. Đi chơi đâu? Lên bờ đây chơi một tí. Lên bờ đây làm gì? Lên mân mê một tí nhỉ? Mân mê là chị dê em. Đi ra, này còn sờ mọi người. Đi ra mày em ta. Chơi gì cho mày? Anh thích bé không? Thích. Em ở đây mà bạn nhá. Anh bài gì đi bài đi. Anh đang muốn tao con đây. Đi về. Đây làm gì? Anh phải thích nhắn em, anh vừa ướt người em này. Ướt cái gì? Ướt một cái. Có lúc anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên đôi ta có nhau. Anh đi. Anh